Bộ công an điều tra nguồn tiền từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cuộc chiến pháp lý giữa bà Phương Hằng và một bộ phận sao Việt liệu đã đi đến hồi kết? Lam Trường hết chịu nổi cảnh dân mạng nghiện phán xét. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ công an điều tra nguồn tiền từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không rõ ràng nguồn tiền từ thiện đã được công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển cho bộ công an làm rõ. Hôm nay nguồn tin cho biết công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện cho cục cảnh sát hình sự bộ công an C02 để xem xét giải quyết. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh PC02 nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp thông tin về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của các mạnh thường quân. Trong đơn bà Hằng cho rằng ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết. Hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xâm hại đến các quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện. Sau khi xem xét nội dung đơn, phòng PC02 đã chuyển đơn này đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC01 để xem xét giải quyết. Nguồn tin cho biết PC01 đã chuyển nội dung đơn tố cáo đến C02 để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước đó ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng một số nghệ sĩ đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Sau khi xem xét nội dung đơn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Cuộc chiến pháp lý giữa bà Phương Hằng và một bộ phận sao Việt liệu đã đi đến hồi kết? Hơn nửa năm nay, dư luận chứng kiến nhiều sự vụ ồn ào khi bà Nguyễn Phương Hằng, CEO tập đoàn Đại Nam, khui ra loạt góc khuất của một bộ phận nghệ sĩ Việt sau khi khiến cộng đồng mạng xôn xao với hàng loạt những giấc mơ sao kê của mình bà phương hằng chính thức chuyển từ giấc mơ sao kê sang cuộc chiến pháp lý và ngay sau đó là sự vào cuộc của cơ quan chức năng khi hàng loạt các nghệ sĩ việt bị điểm danh lên sóng xoay quanh sự vụ ồn ào này vẫn còn khá nhiều ý kiến trái chiều nhiều người cho rằng phải chăng mọi chuyện đã đến hồi kết Bà Phương Hằng hiện là CEO tập đoàn Đại Nam, bà xã ông Dũng Lò Vôi là cái tên có tiếng trong giới kinh doanh. Bà cũng là nữ đại gia sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng cùng với dàn xe sang và bộ sưu tập kim cương, nhẫn vàng đeo đầy người. Một trong những phát súng đầu tiên cho chuỗi drama đấu tố của bà Phương Hằng với một bộ phận giới nghệ sĩ chính là việc bà Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ đã cấu kết với ông Võ Hoàng Yên để lừa đảo mọi người. Đầu tiên là câu chuyện Hoài Linh bị tố om tiền từ thiện. Cái tên Hoài Linh là một trong những cái tên được bà Phương Hằng ưu ái déo tên đầu tiên vào chuỗi drama với Võ Hoàng Yên. Theo đó, nữ CEO cho rằng nam danh hài Hoài Linh và ông Yên có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Bà Phương Hằng còn tố nghệ sĩ Hoài Linh lợi dụng dùng nhà thờ tổ để tổ chức các buổi mê tín dị đoàn. Thời gian sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh lựa chọn cách im lặng là vàng, mãi cho đến khi bà Phương Hằng lên tiếng tố nam danh hài om hơn 14 tỷ đồng từ thiện, Hoài Linh mới lên tiếng nhận lỗi về mình và chia sẻ về lý do chậm trễ. Cũng rất nhanh sau đó, chỉ vài ngày, nam danh hài đã giải ngân xong khoản tiền hơn 14 tỷ đồng. Sau ồn ào này, Hoài Linh hoàn toàn im ắng và không có bất kỳ động thái nào mới trên mạng xã hội. Tiếp theo là cuộc tuyên chiến với Trang Trần. Sau khi gọi một bộ phận sao Việt là đám nghệ sĩ, không ít người đã bày tỏ sự bức xúc và cảm thấy nghề nghiệp của mình bị xúc phạm. Một trong những người lên tiếng đầu tiên về phát ngôn này chính là Trang Trần, nhưng ngay sau đó cựu người mẫu bị CEO tập đoàn Đại Nam chê bai cách nói cô. Cuộc đấu tố qua lại giữa hai nữ hoàng livestream cũng từ đó nổ ra và đến nay hiểm khích giữa hai người hiện vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Tiếp theo là chuyện bóng gió giới hoa hậu. Tháng 5 năm 2021, bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ rằng Hoa hậu bây giờ toàn mua giải không, cứ 500 triệu, một hoặc 2 tỷ là có hoa hậu hết. Cuộc sống bây giờ không còn giá trị thật nữa, cái gì cũng mua được bằng tiền. Những phát ngôn này của bà Phương Hằng sau đó đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là nhìn nhận phiến diện một chiều của bà Phương Hằng mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Tuyên bố khởi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ vào tháng 6 năm 2021. Đoạn trò chuyện giữa nghệ sĩ Hồng Vân và Hoa Hạ trên Facebook dù không trực tiếp nêu tên nhưng đa phần các netizen đều cho rằng cả hai đang nói về thái độ của bà Phương Hằng. Ngay sau đó bà Phương Hằng tuyên bố trên mạng xã hội sẽ khởi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ. Tiếp theo là lùm xùm, tố Vi Oanh giật chồng vào tháng 7 năm 2021. Không hề kém cạnh trang trần, Vi Oanh cũng không ngần ngại lên tiếng đáp trả bà Phương Hằng. Trong một buổi live stream, bà Phương Hằng đã đáp trả và tiết lộ nhiều sự thật khó tin về ca sĩ Vi Oanh với nhiều những lời lẽ khó nghe. Đáng chú ý nhất là lùm xùm liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung vào cuối tháng 6 năm 2021. Không chỉ lên sóng livestream gọi cố ca sĩ Phi Nhung là Phi Phi cô nương, bà Phương Hằng còn tiết lộ nhiều sự thật khó tin về cố ca sĩ khi cho rằng cô chính là người đứng sau đội ngũ đánh sập các trang mạng và hội nhóm của bà Phương Hằng. Giữa tháng 9, trong khi Phi Nhung điều trị Covid-19, trên mạng xã hội lan truyền một clip được cho là phát ngôn của bà Phương Hằng đã sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề, thế nhưng bà Phương Hằng đã lên tiếng phủ nhận chuyện này. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, bà Phương Hằng có phát ngôn gây tranh cãi khi yêu cầu quản lý cố ca sĩ trả tiền cho Hồ Văn Cường, thậm chí bà Phương Hằng còn hứa sẽ tặng cho con nuôi cố ca sĩ 500 triệu đồng với điều kiện chỉ cần quản lý Phi Nhung trả lời rằng tôi không liên quan đến Hồ Văn Cường. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng chuyện bà Phương Hằng nhắc đến chuyện tiền bạc ở thời điểm này là đặc biệt nhạy cảm sau khi cố ca sĩ mới qua đời khiến cho nhiều người không hài lòng dàn sao thủy tiên trấn thành đàm vĩnh hưng việt hương vướng vào bão sao kê sau vụ việc ngâm tiền từ thiện của hoài linh hàng loạt cái tên như thủy tiên trấn thành đàm vĩnh hưng việt hương đều xuất hiện trong giấc mơ sao kê của bà phương hằng trong khi trấn thành và thủy tiên lựa chọn sao kê trước sức ép của dư luận thì đàm vĩnh hưng tuyên bố khởi kiện bà phương hằng sau loạt ồn ào bà phương hằng tuyên bố sẽ dừng lại và để công an vào cuộc Tất cả những gì cần làm tôi đã làm và tôi dừng lại thực sự. Tôi dừng trong danh dự và tôi nghỉ trong danh dự, chứ không phải là tôi trốn chạy, bà Phương Hằng khẳng định. Dù vậy, bà vẫn hứa hẹn sẽ comeback bất cứ lúc nào nếu như cảm thấy vấn đề này thực sự cần thiết. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Lam Trường hết chịu nổi cảnh dân mạng nghiện phán xét là một người điềm tĩnh ít bình luận về chuyện của người khác. Đây là lần hiếm hoi Lam Trường mở lời về vấn đề xã hội. Thời gian qua, ồn ào trên mạng xã hội về các vấn đề nóng hổi nổi bật là những ồn ào liên quan tới giới nghệ sĩ. Cụ thể có một loạt tên tuổi có tiếng như Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần bị déo tên yêu cầu minh bạch tử thiện. Còn Vị Oanh, cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường lại vướng vào bê bối đời tư. Mỗi người đều tìm lý do để phản hồi biện minh cho mình, song vẫn bị thị phi đeo bám. Cư dân mạng thì mỗi người một ý, bình luận khiến cho sự việc ngày càng bị đẩy đi xa, ảnh hưởng tới đời tư sự nghiệp của những người có liên quan. Giữa thời điểm nóng, đạo diễn Đức Thịnh mới đây bất ngờ có chia sẻ gây chú ý, bàn luận về sự đời. Ông xã Thanh Thúy ngậm ngùi. Năm nay phán xét đã trở thành một trào lưu lớn trên mạng xã hội. Thật lạ, chẳng một ai thích bị phán xét nhưng họ luôn sẵn sàng phán xét người khác. Chia sẻ của Đức Thịnh nhận được sự đồng tình của nhiều người, trong đó có Lam Trường, dù đã cân nhắc chỉnh sửa hai lần sau khi phát ngôn, song anh Hai vẫn giữ nguyên quan điểm. Phán xét trên mạng xã hội dễ quá, không cần phải chịu trách nhiệm với bất cứ một ai về những gì mình nói hay viết ra, phán xét người khác để che giấu sự tự ti, yếu kém, lười biếng tư duy của mình. Là một người điềm tĩnh, ít bình luận chuyện của người khác, đây là lần hiếm hoi ca sĩ Lam Trường mở lời về vấn đề xã hội. Lam Trường sinh năm 1974, là ca sĩ nổi tiếng từ những thập niên 90. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động showbiz, nam ca sĩ xây dựng hình ảnh sạch, nói không với scandal. Anh chỉ quan tâm tới vấn đề chuyên môn, bàng quan với ồn ảo bên ngoài. Về đời tư, Lam Trường từng có cuộc sống hôn nhân giang dở với vợ cũ Ý An. Cả hai chia tay sau khi có một người con trai chung, bé sống với mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Hiện tại, nam ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ hai, Yến Phương và con gái cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh chính xác trung thực tin tức việt ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp